làm đám bầy ở trong dân gian thì họ là ngày gì? Ngày lễ Buna. Ngày đầu tháng tư thì gọi là ngày môn sinh cá đẻ. Ngày làm tháng bảy ngày gì? Là ngày sáng tốt công nhân. Thế là dân gian quan niệm như vậy. Nhưng mà cái ngày này nó là như thế nào thì hôm nay sư sẽ giảng bài pháp về cái ngày lễ Buna làm tháng bảy này để cho mình có cái hiểu đúng, có cái hiểu đúng nhất về cái ngày làm tháng bảy. Theo cái truyền thống của Phật giáo và cái ngày này nó là cái ngày phong tục tín ngưỡng của dân gian, mà bên truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì cái ngày này cũng là một cái ngày lễ có những tổ chức những cái lễ cầu siêu và những cái lễ thuộc gọi là những cái lễ báo hiếu đến những cái người còn sống và những người đã mất. Vậy Buna là gì? Buna là đây hay còn gọi là Bulan Bồn đấy, là một cái lễ báo hiếu. Bulan Bồn có một cái ý nghĩa là đáng lẽ cái ngày lễ Buna đấy là phải để rất là nhiều những cái thau, những cái chậu ra bên trên trước bên trong chùa. Các cái chùa mà người ta làm đúng cái ý nghĩa Buna gọi là Bulan Bồn. Bồn là những cái thau, những cái chậu mà người ta để ở đấy. Thế thì những cái người Phật tử hôm đấy là đi chùa là để dâng cúng những cái vật dụng vào trong cái thau đấy, vào trong cái chậu đấy, vào trong cái bồn đấy, và mình hồi hướng cái công đức đấy cho những người thân, nhất là cho những người thân đã mất. Thì đấy gọi là lễ báo hiếu là như vậy. Báo hiếu có nghĩa là mình dâng cúng những cái vật dụng gì đó nên tan bảo, và mình hồi hướng cái công đức này đến những người thân của mình. Và cái ngày lễ Buna thì nằm và theo cái truyền thống Phật giáo Bắc Tông là cái ngày tự tứ, cái ngày ra nạn của chư tăng. Thì cái ngày này trải qua ba cái tháng an cư thì cái công đức tu tập của chư tỳ kheo nó rất là lớn, và những cái người Phật tử có cái sự cung kính cúng dường thì sẽ tạo ra được nhiều cái phước báo, và cái phước đấy thì sẽ hồi hướng tất cả những cái phước báo đấy cho những người thân bằng quyến thuộc từ nhiều đời nhiều kiếp, để được tăng trưởng cái phước báo và sinh về cái cõi an này. Cho nên được gọi là cái này lễ Buna được gọi là lễ báo hiếu. Lễ báo hiếu như thế nào? Người ta thường báo hiếu như thế này. Theo cái truyền thống của dân gian, của dân tộc, của những cái ở quê mình thì thường làm cái gì trong cái ngày hôm nay? Mọi người làm gì hôm nay? Mọi người làm gì? Mọi người làm gì? Giết nhiều gà vịt để thiết đãi ông bà tiền đồ. Hôm nay giết nhiều. Hôm nay là một ngày đại sát, hay là đại khai đế sát, hay là một cái ngày mở cửa địa ngục cho nhiều những người tội lỗi đi xuống, hay là cho những cái người hết tội đi lên. Mọi người thường làm gì trong ngày hôm nay? Hôm nay hầu như nhà nào cũng sắm sửa rất là nhiều giấy tiền vàng mã để cúng tế. Thì mọi người thường sẽ làm một cái việc đó là lễ cầu siêu. Theo cái dân gian thì là mọi người sẽ làm cái việc là lễ cầu siêu cho những người thân đã qua đời, có phải không? Nhìn lên cái tờ lá bồ đề kia lên còn sẽ viết những người đã mất đấy. Vậy là hôm nay là mọi người có cái tâm là tưởng nhớ đến những người đã quá vãng, những người thân đã quá vãng, những cái người trong ông bà tiên tổ nhà mình, và có một cái tác ý là hôm nay đi chùa là để lễ cầu siêu. Và mình ở nhà mình cũng sắm sửa những cái món ngon, những cái giấy tiền bằng mã, tất cả những cái đồ dùng âm phủ ấy để mình cúng cho những cái người đã mất.
Và đây là một cái tháng tháng 7 này, được còn con gọi là cái tháng cô hồn. Và tâm hồn người ta đều dành hết cho những người chết. Đây là người ta hướng về sự cầu siêu. Vậy thì bây giờ muốn hiểu được cái ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan như thế nào cho nó tốt nhất, cho nó phù hợp nhất, thì hãy tìm hiểu cái nguồn gốc ra đời của lễ Vu Lan này. Cái lễ Vu Lan này nó có cái nguồn gốc ra đời như thế nào, tại sao lại có cái ngày lễ này? Cái ngày lễ Tết Vu Lan này nó là một cái ngày Tết Trung Nguyên của bên Trung Quốc. Và Tết Trung Nguyên âm lịch người ta ngày rằm tháng 7 có từ thời cổ đại của dân tộc Trung Hoa. Thì bên ở Trung Hoa thì có Tết Thượng Nguyên, Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán là ngày mùng 1 Tết ấy. Tết Thượng Nguyên là rằm tháng riêng ấy. Tết Trung Nguyên là rằm tháng 7. Rồi còn có cái Tết Trung Thu. Có rất là nhiều những cái ngày Tết. Thì trong đó thì cái ngày lễ Vu Lan này là một trong những cái ngày Tết, cái ngày lễ của bên Trung Quốc, của dân tộc Hán ấy. Còn là Tết Trung Nguyên rằm tháng 7 âm lịch, có từ thuở rất xa xưa. Khi Phật giáo truyền sang vào Trung Quốc thì ngày rằm tháng 7 nó lại trùng hợp với ngày thứ tư của chư tăng thì theo theo bên Phật giáo Trung Quốc thì sẽ đi an cư kiết hạ từ ngày rằm tháng 4 và sẽ mãn hạn vào ngày rằm tháng 7. Hai ngày này sẽ trùng hợp với nhau. Và người dân Trung Quốc đi chùa đến Phật tụ kinh cúng dường thì để hồi hướng cho những người thân đã mất, nên gọi là Vu Lan báo hiếu. Và cái Tết Trung Nguyên này thì người ta còn gọi là Tết giải đảo huyệt, hay còn gọi là cái Tết mở cửa địa ngục. Thì cái tư tưởng ấy, hay là cái tinh thần, cái ý nghĩa là mở cửa địa ngục hay là khá tốt vong nhân, nó cũng là cái quan điểm, nó cũng là cái quan niệm của người Trung Quốc từ cái thời cổ đại. Người ta nghĩ rằng cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày các cái vị chúa ngục sẽ cho những cái tù nhân được nghỉ một ngày về thăm gia đình. Cho nên là nhà nào mình cũng sắm sửa hương hoa để đón những người thân từ địa ngục về, giống như được đón tù binh được nghỉ phép ấy. Xong là bây giờ là xong hết cái ngày rằm tháng 7 là mọi người, những người thân lại trở về địa ngục phải không? Thì đấy nó chỉ là một cái quan niệm, một cái tín ngưỡng, một cái quan niệm của một cái bộ phận dân tộc người Hán, người Trung Quốc thôi. Còn trong Phật giáo không có cái quan niệm là không có cái quan niệm là xá tội vong nhân này, không có cái quan niệm là mở cửa địa ngục này. Và cái ngày rằm tháng 7 ở trong Phật giáo của bên Trung Quốc thời bấy giờ là ngày thứ tư, ngày thứ năm mãn hạ an cư. Và cái ngày này thì người dân, người Phật tử, người dân Trung Quốc ấy, khi mà Phật giáo truyền sang thì tất cả những người dân ở bên Trung Quốc sẽ trở thành những người Phật tử. Và những cái ngày rằm thì người ta đi chùa, thì hôm nay người ta đi chùa người ta sẽ hướng tâm về những người mất. Đấy, và người ta hướng tâm về những người đã chết, và người ta cũng làm các cái việc phước thiện cúng dường để hồi hướng cho người đã mất. Và cái này nó lại trở thành một cái ngày, nếu khi mà nó kết hợp với cái văn hóa Phật giáo thì nó lại trở thành một cái ngày có ý nghĩa. Nếu như nó chỉ là một cái ngày Tết Nguyên Đán của Trung Quốc thôi thì nó sẽ rất là mê tín, nó sẽ cực kỳ mê tín. Nhưng mà khi nó kết hợp được với văn hóa Phật giáo thì nó đã bớt đi phần nào sự mê tín đó. Cái sự mà làm các cái việc phước thiện, kính lễ, cúng dường để hồi hướng cho người đã mất, thì cái việc làm như vậy thì sẽ phù hợp, có cái sự phù hợp với cái tinh thần giáo lý của đạo Phật. Cho nên cái ngày này được bên Phật giáo mà ở bên Trung Quốc và Việt Nam nó đã ăn sâu vào, đã được kết hợp với cái văn hóa Phật giáo và trở thành một cái ngày lễ rất là quan trọng, một cái ngày lễ trọng đại của các ngôi chùa của Việt Nam mình từ mấy nghìn năm nay.
Khi Phật giáo còn ở Ấn Độ thì nó có Đề Mula không? Phật giáo thì ra đời từ Ấn Độ, nhưng mà khi Phật giáo mà lúc mới ra đời thì có cái ngày này không? Nó chắc chắn là không có ngày này, không có cái ngày Đề Mula này. Và cũng không có điều như Trung Quốc có đâu. Và trong cái các cái bộ kinh mà hay cũng đọc vào cái ngày nào tháng bảy, người ta thường hay nhắc nhở đến một cái tích truyện, đó là một kiền niên đi xuống dưới địa ngục để cứu mẫu thân. Và người ta có cái tích truyện là có một vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật là ngài một kiền niên có thần thông đệ nhất Quảng Đại Vô Biên, có thể đi lên cõi thiên giới và có thể đi xuống cõi địa ngục. Thì bà mẹ khi sống thì làm những cái việc bất thiện, cho nên khi chết phải đọa xuống các cái tầng địa ngục. Và ngài Mục Kiền Liên đã dùng thần thông của mình đi xuống để tìm xem là mẫu thân của mình đọa vào cái địa ngục nào. Và tìm mãi từ địa ngục thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuối cùng xuống cái tầng địa ngục thấp nhất, sâu nhất, những cái tầng địa ngục khổ đau nhất thì thấy mẫu thân ở dưới đấy. Thế rồi muốn cứu bà mẹ ra, mẹ ở dưới đấy đói khát mà muốn cứu mẹ ra nhưng mà không có cách nào cứu được, dùng thần thông lấy xuống bát cơm mà cho mẹ ăn thì vừa đưa vào mồm thì cái bát cơm nó biến thành lửa không ăn được. Thế là ngày một kỳ điên trở về hỏi Đức Phật là làm cách nào để con cứu được mẹ con. Thế là Đức Phật mới bảo là đến cái ngày làm tháng 7 là cái ngày mà chư tăng an cư kiết hạ xong công đức vô lượng vô biên, hãy nên cúng dường đến thập phương tăng để hồi hướng công đức cho mẹ ông thì mẹ ông được giải thoát. Cái lời dạy đấy thì nó có phù hợp không? Cái tích một kiền niên xuống cứu mẹ thì cũng là một cái tích, nó cũng không có thật, và đây cũng là một cái câu chuyện để mà ban lời khuyên dạy mọi người hãy làm việc này, không nên làm việc ác để khi chết phải đọa vào địa ngục. Mà thực tế là khi một người vào đoạn vào địa ngục rồi ấy, thì dù có làm việc phước cũng không thoát được, mà cũng không thoát khỏi cái địa ngục đấy, không ai cứu được nữa. Dù có làm bao nhiêu công đức cũng không cứu được một chúng sinh khỏi địa ngục được. Chỉ khi nào người ta hết cái nghiệp ở trong địa ngục mới thoát thôi. Chỉ có những người nào mà đoạn đằng ngã quỷ thì may ra còn thoát, thì còn có thể siêu thoát được. Chứ đã xuống địa ngục là không có siêu thoát được. Và cái ngày làm tháng 7 này, mọi người đi chùa đến Phật cầu siêu cho người đã mất. Thì cái sự đi chùa đến Phật của mình có lợi ích không? Có lợi ích cho người đã mất không? Có cầu siêu được không? Có lợi ích cho bản thân mình không? Và có lợi ích cho những người thân đã qua vãng không? Hay là mình ở nhà mình đốt lấy tiền bằng mã, mình tên lễ, mọi thứ thì có những người thân có nhận được không? Ngày làm tháng 7 mọi người cũng lễ bái rất là nhiều. Và nhất là cái tháng này thì người ta đốt rất là nhiều và những cái đồ tặng mã cho người mất. Nhưng mà trong cái những cái nghi lễ đấy, nếu mà một cái nghi lễ đúng thì nó có lợi ích, một cái nghi lễ không đúng thì nó sẽ không có lợi ích. Có lợi ích hay không nó còn tùy thuộc vào cái hành động của cái người đã làm, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của người đã làm, cái người mà đang thực hành các nghi lễ đấy. Thế thì bây giờ mình hiểu thế nào là cái nghi lễ đúng này, và thế nào là nghi lễ không đúng. Mà một cái sự nghi lễ mà nó đúng thì nó là cái nghi lễ mà nó có sự hiểu biết, có niềm tin, có sự thực hành thiện pháp. Có ba cái này thì cái nghi lễ nó sẽ đúng. Còn nếu như mình có một cái lễ cầu siêu mà nó đi ngược lại ba cái này, đó là mình không hiểu biết gì cả, là vu vơ hay là gọi là theo truyền thống đời cha làm, cha truyền con nối, đời cha ông làm như vậy, giờ mình bắt chước làm như vậy, hoặc là mình nghe theo những cái thầy tà pháp ở thế gian này, các bài biết là thế nào mình làm theo như thế. Và mình có một cái niềm tin sai thì gọi là mê tín, cái sự hiểu biết sai thì gọi là tà kiến, có cái sự thực hành bất thiện đó là tạo các cái ác nghiệp. Nếu mình làm ba cái đấy thì cái ngày này mình sẽ tạo rất nhiều tội lỗi. Nếu mà làm đúng ba cái thiện pháp này, có chánh kiến, có chánh tín và có thiện nghiệp, thì cái ngày lễ này sẽ tạo được nhiều công đức. Còn nếu mà làm ngược lại thì mình sẽ tạo rất nhiều tội lỗi. Vậy trong cái ngày này sẽ có rất nhiều người đang tạo tội và có rất nhiều người đang tạo phúc.
hôm nay mình tạo phúc hay tạo tội. Nếu mà có trí hiểu biết là cái gì, hiểu biết cái gì này, trí hiểu biết này, hiểu biết về cái nhân quả và nghiệp báo, nhất là mình phải hiểu thế nào là nhân quả nghiệp báo, hiểu biết về các cảnh giới đi đầu thai của chúng sinh, hiểu biết về cuộc sống khác nhau của các cảnh giới. Đó là cái sự hiểu biết như thế. Mình có hiểu biết về nghiệp mà báo không? Mình có hiểu biết là những cái hành động như thế nào là có tội, hành động như thế nào là có phước không? Mình có hiểu biết là người chết rồi sẽ đi đâu không? Sẽ đi về đâu không? Mình có hiểu biết là ở các cái cõi sống khác nhau, ở các cái cảnh, các cái cõi sống nó có cái sự khác nhau như thế nào không? Ví dụ như mình có biết là chư thiên người ta có cuộc sống như thế nào không? Ngã quỷ có cuộc sống như thế nào không? Ở dưới địa ngục có cuộc sống như thế nào không? Ở nhân gian có cuộc sống thế nào không? Cái đời sống của súc sinh nó như thế nào? Nó có cái sự sai biệt như thế nào? Đã có được cái chi kiến đấy chưa? Có được cái sự hiểu biết đấy chưa? Có được cái kiến thức như vậy chưa? Khi nào mình hiểu được như thế này, có được cái trí tuệ hiểu biết như thế này thì mình sẽ làm được nhiều cái việc đúng và tránh được những cái việc sai, làm được những việc chân chánh và tránh được những cái việc mê tín và tà kiến. Sự hiểu biết đúng với nhân quả nghiệp báo là sao? Thứ nhất là mình phải có cái sự hiểu biết đúng về nhân quả. Tất cả những hành động của thân khẩu ý mà có sự cố ý đi kèm với các cái tâm thiện thì sẽ tạo ra nghiệp thiện. Những cái hành động của thân khẩu ý mà đi kèm với tâm bất thiện như tham sân si thì sẽ tạo ra nghiệp bất thiện. Và một cái người chết sẽ đi theo cái nghiệp quả đấy. Làm việc thiện thì đi sinh về cái cõi này, làm việc ác thì sinh về cõi khổ. Ví dụ cái người đấy mình phải biết được này. Tất cả những cái hành động bất thiện như là sát sinh, như trộm cắp hay tà dâm, hay nói dối, hay uống rượu, đấy là những hành động bất thiện. Hành động bất thiện thì nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau. Và cái người làm những cái hành động bất thiện đấy khi chết phải đọa về những cõi khổ đau như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và tu đà. Còn những cái người mà biết tạo các thiện nghiệp như là giữ giới, không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu, thường làm các cái thiện nghiệp như là bố thí, như là cung kính, như là cúng dường, như là giúp đỡ những cái người cần phải được giúp đỡ, làm được những cái thiện nghiệp như thế thì chắc chắn mình sẽ có nhiều cái phước báo, và khi chết thì sẽ sanh về những cái cõi này, được hưởng những cái phước này, được hưởng những cái quả báo an vui. Đấy là có cái sự hiểu về cái nghiệp nhân và nghiệp quả. Những cái hành động thiện thì để lại những cái nghiệp này, những hành động bất thiện thì để lại những cái nghiệp khổ đau. Và phải biết được cái cảnh giới đi đầu thai. Mình phải biết là khi con một người chết, một cái người thân của mình chết sẽ đi tái sinh, sẽ đi đầu thai về một cái cõi sống nào đấy, tùy theo cái nghiệp thiện ác hay là nghiệp thiện mà họ đã tạo. Giờ mình có biết là ông bà tiên tổ mình chết đi về đâu không? Có phải là ai chết rồi cũng xuống địa ngục hay không? Hay là có một cái cõi âm giới, có một cái cõi, còn mình là ở dương giới, còn cái cõi bên kia là âm giới, âm phủ. Có cái cõi âm phủ không? Âm phủ là nó làm sao? Âm là nó chìm dưới đất à? Trong lòng đất nó chui xuống đất à? Chết là chui hết xuống đất như đun á. Thì cái cõi dương gian hay là cõi âm giới, khi mà người chết rồi ấy, thì sẽ đi đầu thai, đi tái sinh. Cõi âm giới là cõi âm phủ, là cõi địa ngục rồi. Nếu mà cái người nào hiểu rằng là người thân của tôi chết đi về hết cái cõi âm giới, cái cõi âm phủ, thì cái người đấy là chẳng khác gì là đang công nhận là những người thân của mình chết là đi về hết địa ngục. Chỉ có địa ngục mới được gọi là âm giới thôi. Còn chư thiên thì người ta ở trên thiên đường thôi. Hoặc là có người thì ở cái cõi nhân gian, có người thì có cái ngã quỷ, có người thì đi về cõi súc sinh. Đấy là những cái cõi đi đầu thai. Khi con tử nghiệp nghĩ đến những thiện nghiệp như lễ Phật tụng kinh, nghe pháp, tu giới, hành thiền, những cái thiện nghiệp đấy, nếu như cái người nào chết ấy mà hỏi người này, cái lúc mà người ta cận tử với mình đến, mình hỏi xem là bây giờ ông bà đang nhớ đến cái gì, đang nhớ đến cái gì, đang thấy cái hình ảnh gì nó hiện ra, thì lúc đấy mà ta đang thấy Phật hay là tốt rồi, hay là ta đang nghe tiếng tụng kinh,
người ta đang nghe thuyết pháp, người ta đang những cái hình ảnh đấy, những cái điểm nó báo trước như vậy, thì là cái người chết đấy là đang đi theo cái thiện nghiệp, là đang khởi lên những cái thiện nghiệp ở trong tâm, là thế tái sinh về cõi này. Tái sinh về cõi này thì sẽ có những cái cõi như là cõi người, có thể tái sinh lại là người, hoặc là đầu sinh về cõi trời tứ đại thiên vương, cõi trời nam lạc thiên, cõi trời nhãn ma thiên, cõi trời đấu chuỗi thiên, cõi trời hóa lạc thiên và cõi trời tha hóa tự tại thiên. Thì đấy là những cái thiện nghiệp nó mà cái người chết mà còn nhớ đến những thiện nghiệp đã làm, tâm của mình phải nhớ đến những thiện nghiệp đã làm, thì sau khi người ta chấm dứt cái thọ mạng của cái, người ta tái sinh ngay tức thì, ngay lập tức, tái sinh ngay lập tức luôn nha, không có cái sự chờ đợi gì nha. Ví dụ ở trong nhân gian người ta nói là còn có 49 ngày thân trung ấm để chờ đợi, cho nên ở nhân gian người ta hay cúng tuần nhất, tuần nhị, tuần tam, tuần tứ, đây là những cái mà người ta cũng là cái quan niệm dân gian, người ta tự đặt ra thôi, chứ không có sự thật là không có như vậy, không có cái chân thân trung ấm chờ đợi 49 ngày đâu, mà chết một cái đầu thai ngay lập tức, cái đầu thai về theo cái cõi sống này. Đấy là cái người mà làm việc thiện nhất thì sinh về cõi này, còn người làm việc ác thì sao? Làm việc ác thì còn sinh về cõi này không? Người làm việc ác nếu tận tử nghiệp, cái lúc chết mà còn nghĩ đến những cái việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì khi chết tái sinh về các cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tu na. Đấy là người nào mà làm việc ác. Thì bây giờ muốn biết là cái người sắp chết thì người ta sinh về đâu, thì mình có thể hỏi trong cái lúc mà nếu như người ta còn tỉnh táo, còn có thể nói được, thì mình sẽ hỏi xem là bây giờ ông thấy cái gì, bây giờ ông bà đang thấy cái gì đấy, mà ta đang thấy những cái con súc sinh đó, trông nó sợ lắm, trông nó ghê lắm, ta đang thấy những cái hình thù ghê rợn lắm, hay là ta đang thấy lửa cháy nóng lắm, ta đang thấy một cái gì đó nó lạnh lắm, ta đang thấy một cái gì đó đau, khiến một cái gì đó trông nó, tức là trong cái lúc gần chết mà có cái tinh thần hoảng sợ, mình chỉ cần trông cái sắc mặt của người đấy, trong cái ánh mắt hay là cái sắc mặt của người đấy gợi lên một cái gì đó nó sợ hãi hùng, thì là lúc đấy báo hiệu là cái người chết sẽ đi về các cõi này, địa ngục, là quỷ, súc sinh và tu na, điều đó là chắc chắn. Bởi vì cái lúc chết là người đó đã bắt vào một cái nghiệp bất thiện, nhưng mà một người thì khi sống người ta tạo cả nghiệp thiện và nghiệp ác, làm việc thiện cũng có, việc ác cũng có, vậy khi chết sẽ sinh về cõi nào? Thì quan trọng là ở cái lúc cận tử này, cái tâm của họ hướng về cái việc thiện hay việc bất thiện. Nếu mà họ làm việc thiện nhiều hơn thì tâm họ sẽ tưởng nhớ, sẽ hướng về cái việc thiện mà mình đã làm này, và người ta sinh về cõi này. Cái người nào làm việc ác nhiều hơn thì cái tâm nó sẽ tưởng nhớ đến những việc ác, và nó sẽ sinh về những cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atuna. Đấy là những cái cảnh giới mà một người chết sẽ đi tái sinh về đó. Và cuộc sống ở các cái cõi đấy thì nó như thế nào? Thấy cái cuộc sống ở các cái cõi đấy, có biết là ở cõi trời cuộc sống thế nào không? Muốn biết ở cõi địa ngục về cuộc sống sẽ như thế nào không? Ở trên đấy bây giờ người chết rồi, bây giờ mình có biết rằng là người chết rồi họ có đi làm ăn không? Người chết rồi họ có phải đi làm công việc như mình không? Họ có xây dựng nhà cửa không? Họ có gia đình, có vợ chồng con cái không? Bây giờ mình đi tìm hiểu thì sẽ biết rằng cuộc sống được sáu cõi trời dục giới thì hưởng phước báo nên luôn luôn vui thú. Nếu cái người nào may mắn mà sinh về cõi trời nhé, thì hưởng phước báo vui thú. Ở cõi người có cả khổ cả vui. Ở cái cõi trời ấy thì người ta sinh về đấy một cái là người ta sinh về một cái trở thành một người trưởng thành luôn, không có cái giai đoạn làm em bé như là sinh ở làm người đâu, và người ta hóa sinh ngay lập tức. Ví dụ mình chết ở đây một cái thì người ta sẽ hóa sinh ngay ở trên cái cõi trời đó. Nếu mà cái người nào tạo nhiều công đức ấy rồi thì cái công đức đấy nó sẽ hóa ra một cái lâu đài, và cái người đấy sống ở trong cái cung điện, cái lâu đài đấy. Và người ta muốn một cái gì thì cái đấy, những cái vật đấy nó sẽ hiện ra,
và người ta có thể thọ dụng những cái vật vật do cái phước nó tạo thành. Cho nên ở cõi trời người ta không cần làm, người ta không cần đi lao động, nhưng người ta ước muốn một điều gì thì người ta cũng có điều cai điện. Người ta ước muốn có cái gì thì cái đấy nó sẽ hiện ra, và người ta sẽ hưởng thụ một cái cuộc sống chỉ có hưởng thụ thôi, chứ không không cần phải gian nan vất vả, không cần phải tìm kiếm một cái gì. Cho nên là người ta không cần phải đi làm ăn lao động vất vả như ở cõi người. Còn ở cõi người thì làm sao lại phải đi làm mới có ăn? Ở cõi người này thì nó có cả khổ và cả vui. Ở cõi người là một cái cõi trung gian giữa cái cõi khổ và cõi vui. Bên trên là những cõi trời, những cõi thiên giới có rất nhiều niềm vui thú. Ở phía dưới là những cái cõi khổ đau như địa ngục, các quỷ xuống trên. Đấy là những cõi khổ đau rất là khốc liệt. Còn ở cõi người là ranh giới của giữa cái khổ và cái vui. Bên trên là cái vui và bên dưới là cái khổ. Cõi người là một cái giống như là một cái ranh giới đó, ngăn chia giữa hai cái cõi đây. Cho nên ở cõi người thì trên cũng có cái vui mà nhìn xuống cũng đầy rẫy những cái nỗi khổ. Nên là ở cái cõi người là vẫn có cả khổ và cả vui, cả cái thiện nghiệp nó cũng trổ. Khi nào mà những thiện nghiệp nó trổ ở cõi người thì lúc đấy mình sẽ thấy cuộc sống mình rất là an vui tự tại, gặp nhiều may mắn, làm ăn rất là nhẹ nhàng đơn giản, nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình được hưởng những cái điều mà mình mong muốn. Mình luôn luôn được thấy những cái cảnh mà mình cảm thấy hài lòng. Mình luôn luôn được nghe những cái âm thanh mà mình cảm thấy ưa thích hài lòng, được ngửi những cái mùi hương ưa thích hài lòng, được nếm những cái vị, ăn những cái món mà mình ưa thích hài lòng, được xúc chạm những thứ mà mình ưa thích hài lòng. Thì đấy là cái phước báo nó trổ. Khi nào mình cảm thấy mình luôn hài lòng, luôn cảm thấy thích thú, luôn cảm thấy an vui thì đấy là cái phước nó đang trổ ở cõi người. Còn khi nào một cái ác nghiệp nó trổ quả thì lúc đấy vượt đã, mình luôn luôn cảm thấy nó khó chịu, mình luôn gặp những cái chuyện không hài lòng, nhìn thấy những cảnh không hài lòng, được nghe những âm thanh không ưa thích. Ví dụ mình nhìn thấy cảnh gì mà mắt mình cũng không ưa thích, nghe những cái âm thanh mà mình không muốn nghe, những âm thanh người ta mắng chửi mình không muốn nghe, mình ngửi những cái mùi hương nó hôi hám, mình ăn những cái món ăn mà mình không muốn ăn, mình phải xúc chạm những cái thứ đau đớn khó chịu, thì đấy là những cái ác nghiệp nó đang trổ quả ở cái cõi người, là nó sẽ trổ cả hai việc thiện và bất thiện. Cho nên là có lúc vui, có lúc khổ. Có cái người thì vui ít khổ nhiều, có những người thì vui nhiều khổ ít. Bởi vì có cái phước nó nhiều thì vui nhiều, phước ít thì vui ít, tội nhiều thì khổ nhiều, tội ít thì khổ ít. Đấy là cuộc sống ở cõi người này như vậy. Cho nên là mình phải chấp nhận như thế thôi. Cho nên là cõi đời này nó rất là đa dạng. Sau này có cái kẻ người cao thiện, người cao thượng, người hạ liệt, người thì thô xấu, người thì đẹp đẽ, người thì may mắn, người thì luôn luôn gặp rủi ro. Đó là do cái phước và cái tội của mỗi người mỗi khác. Còn cuộc sống ở các cõi khổ thì rất là khổ. Ví dụ như địa ngục thì nó bị hành hạ. Có những cái địa ngục ấy thì lửa nó đốt cháy suốt ngày suốt đêm. Có những cái địa ngục thì nó như một cái hầm than nó luôn nóng. Và những cái người xuống đấy thì lúc nào cũng chui ở dưới những cái hầm than ấy. Có những cái địa ngục thì là chảo dầu sôi bùng trùng. Có thể là rơi xuống cái chảo dầu đấy mà mình chìm được xuống đến cái đáy chảo thôi là phải mất 30.000 năm. Cái chảo dầu nó to, nó lớn như vậy. Rồi bắt đầu từ dưới đáy mà nổi lên trên là mất 30.000 năm nữa. 60.000 năm ở trong chảo dầu. Chảo dầu nó lớn đó. Trong địa ngục nó lớn khủng khiếp. Hay là những cái địa ngục như là địa ngục A Tỳ thì không có một cái lúc nào được nghỉ ngơi, lúc nào cũng đau khổ. Địa ngục A Tỳ thì bốn bức tường bằng sắt, nửa cháy rực rỡ, nửa bên này thổi sang bên kia, người bên kia thổi sang bên này. Và cái chúng sinh ở trong địa ngục đấy thì thân hình to lớn đầy chật cả địa ngục, để cho lửa nó đốt suốt đêm suốt ngày như vậy, hành hạ như vậy. Đấy là cái ở địa ngục thì bị hành hạ. Ở ngã quỷ thì luôn đói khát. Nếu mà cái người nào mà có cái tâm sân lớn ấy là hay bị sinh vào địa ngục. Ai bây giờ mà cứ hơi một tí là tức giận, hơi một tí là cáu gắt, hơi một tí là chửi nhau, cãi nhau này, là hiềm thù, hận thù, rồi là oán ghét, thù hận, giận dỗi nhau ấy, cái người đấy
Thì khi chết dễ vào địa ngục lắm. Còn những người nào mà sinh làm ngã quỷ đói khát ấy, là cái người lại bỏ xẹt, có cái tánh tham, tham lam, chỉ muốn vơ vét, chỉ muốn ăn cướp ăn đoạt, muốn chiếm đoạt của người khác, làm của mình có, của mình có thì giấu giếm, của mình mà có thì không bao giờ chia sẻ với ai, chỉ muốn gom góp cho nó thật nhiều, càng nhiều tài sản càng nhiều của càng càng tốt. Nhưng mà đến lúc gom góp đến lúc chết chả mang được cái gì đi, chết thì sinh làm ngã quỷ. Làm ngã quỷ thì đói khát khổ cực, khổ sở đến mà muốn ăn không ăn được. Thế nên cái lúc mà làm ngã quỷ thì đói lắm. Nên mà nếu mà người thân mình có cúng nhau ăn không, làm ngã quỷ rất là đói, nhưng mà đến lúc mà có đưa thức ăn vào đến miệng cái nó biến mất, hoặc nó bốc cháy thành lửa luôn, đốt cháy cổ họng luôn, không ăn được cái gì hết. Còn làm súc sinh thì có cái tật là ngu si. Cái người nào sống bây giờ mà có cái tâm mà không tin cái điều của tội, không tin những cái điều mà có phúc ấy, cái người nào sống mà chết rồi là hết, chả làm gì, làm tội, làm việc tội cũng chả sao, làm việc thiện việc phước cũng chả được cái gì hết, thì đấy là người ngu si. Người ngu si thì có cái quan điểm như vậy, có cái tà kiến như vậy, có không có cái trí tuệ, không tin những sự thật. Thì khi chết là thường sinh làm súc sinh, sinh làm súc sinh thì cực ngu, kỳ ngu si, không biết phân biệt phải trái, tránh tà, không biết phân biệt đúng sai. Thì cái người nào ở mà còn sống mà mình không biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tránh, đâu là tà, đâu là thật, đâu là giả, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện, đâu là ác. Cái người nào mà không có cái trí tuệ để phân biệt điều đấy thì người đấy là ngu si, chỉ chết làm súc sinh, châu bò, chó mèo, lợn gà, ngu cực kỳ ngu, ngu nhất là cái loài súc sinh. Còn Atuna thì sân hận. Còn người nào biết làm phước, phước thì cũng làm nhưng mà cái tâm sân không có trừ thì sinh làm Atuna, thì hưởng phước nhưng mà rất là sân giận. Đấy là cái cõi sống khác nhau ha. Còn khi mà mình tế lễ thì mình làm cái lễ như thế nào đúng và không có lễ thế nào là không đúng và không có lễ đi. Thì từ nãy giờ mình thấy là mình cúng bái tế lễ có đúng không, có lễ không, hôm nay cúng thì có đúng không, có lễ gì không, còn thế nào là không đúng và không lễ này. Khi mà một cái người mà làm cái tế lễ thì đấy, mình cúng bái một cái gì đấy mà không có sự hiểu biết, mình không biết gì về nghiệp nhân nghiệp quả gì hết, không sự hiểu biết về chết thì sẽ đi về đâu, mình không biết rằng tạo các ác nghiệp bất thiện, tạo các cái nghiệp tà kiến bất thiện khi tế lễ, mình không biết gì hết. Ba cái này mà mình không biết thì cái tế lễ thế là không đỡ cái gì hết. Thế nào bây giờ mình bảo tôi thì làm gì mà biết mấy cái này, bây giờ phải nhờ đến mấy ông thầy. Thế bây giờ mình muốn đi mời mấy ông thầy về cúng ấy, thì mình muốn biết là ông này về cúng cho mình có được cái gì không, có cúng đúng không, có cúng cho mình rồi có lợi ích gì không. Thì bây giờ mình làm sao, căn cứ vào đâu để mà biết, căn cứ vào đâu mình phải hỏi ông ấy, phải hỏi ông này này, ông có biết gì về thế nào là có tội và thế nào là không tội không, thế nào là nghiệp nhân và nghiệp quả không. Ông bảo tôi làm gì biết cái đó, mà ông có biết là người chết rồi thì đi về đâu không, cúng hôm nay này ông có nhìn thấy mấy cái người chết nhà tôi đi về ăn cơm không. Ông bảo tôi làm gì nhìn thấy cái đó. Thế là mình hỏi là ông có biết là mấy người chết nhà tôi đi về đâu không, mấy người chết rồi đi về đâu ông có biết không. Mấy ông thầy cũng trả lời sao, làm sao mà tôi biết được. Thì ông có biết rằng là cúng như thế nào là có phước và cúng như thế nào có tội không. Hỏi mấy cái đấy thì mấy ông thầy cũng sẽ trả lời làm sao, mà tôi biết hết mấy cái này. Đấy, thì được, ok, mời về cúng thì sẽ có lợi ích. Nhưng mà nếu mà hỏi ba cái câu hỏi này mà không biết thì đấy là cúng sẽ đắt. Nếu như có cúng bái thì cũng không đúng và không có lợi ích. Để bái như thế nào là không đúng và không lợi ích. Không đúng là không hiểu về nghiệp nhân và nghiệp quả. Không hiểu là sẽ không hiểu biết là sẽ có cái sự sai. Làm việc ác không có quả báo khổ, làm việc thiện không có quả báo an vui. Đấy, cái người mà người ta không hiểu biết ấy, thì người ta sẽ là người ta không biết thế nào là việc ác, thế nào là việc thiện. Người ta không biết rằng là làm việc ác sẽ bị như thế nào, làm việc thiện thì được cái gì. Cho nên là người ta chỉ nhìn thấy cái trước mắt, sao mà không nhìn thấy cái tiềm ẩn sâu xa,
người ta chỉ nhìn thấy cái quả mà không nhìn thấy cái nhân. Tạo nhân thì người ta không biết là đang tạo tội hay là tạo phước. Khi mà chịu quả, có cái quả báo ấy, thì người ta cũng không biết đây là quả của cái nghiệp thiện hay quả của nghiệp bất thiện. Nên là khi nào mình gặp những cái điều rủi, những cái điều gì mà không hài lòng, không như ý, những cái điều gì bất an, lo lắng, thì lúc ấy mình hay làm cái gì? Hay đi cúng à? Đi cúng và làm sao cho nó trắng hết cái, làm sao đi cúng, làm sao để nhờ các ngài phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Đấy là những cái người không hiểu biết nhé. Còn những người hiểu biết thì làm sao? Đi làm phước. Đi làm phước để nó tăng trưởng cái công đức lên. Nó tăng trưởng cái công đức lên thì những cái công đức đấy nó sẽ trổ, thì mình sẽ được hưởng cái sự lợi lạc, cái sự lợi ích, cái sự an vui. Đấy, nó có cái sự khác nhau giữa cái người có hiểu biết đúng và cái người hiểu biết sai. Người hiểu biết sai thì mình luôn luôn đi cầu cạnh. Còn những người hiểu biết đúng thì người ta sẽ có những cái hành động phù hợp, có những cái hành động thích hợp nhất. Không hiểu biết về sự chết và đi tái sinh. Ở trên đời bây giờ rất ít người hiểu biết là về cái sự chết và đi tái sinh này. Giờ mình đâu có biết là người thân mình chết thì đi về đâu đâu. Cho nên là không, mình, bản thân mình không có sự hiểu biết về chết và đi tái sinh. Không biết là chết sẽ đi về đâu, chết, người chết rồi sẽ như thế nào. Thì mình lễ bái cũng không có lợi ích gì cả. Không hiểu biết mà đi tái sinh. Cái người nào mà không hiểu biết thì người ta sẽ nghĩ thế này là có một cái linh hồn nó ra khỏi cái thân xác, nó có một cái cuộc sống ở cõi âm giới, có thể hưởng được những cái sự dâng cúng. Hoặc là có người người ta nghĩ là chết rồi sẽ đi lên cõi trời thiên đường mãi mãi, có người thì nghĩ là chết rồi sẽ xuống địa ngục mãi mãi. Có người nghĩ là linh hồn đang chờ đợi đi cầu siêu, đang chờ đợi đi đầu thai. Hoặc có người thì nghĩ rồi chết là hết. Những cái suy nghĩ này là những cái suy nghĩ sai. Đây là những cái suy nghĩ không đúng, và đây là những cái quan niệm của những cái người mà không hiểu về cái sự chết và đi tái sinh. Có người nghĩ là linh hồn nó đi ra khỏi xác và nó đang sống ở cõi âm giới. Có phải là rất nhiều người nghĩ như vậy không? Nghĩ như vậy là sai. Hoặc là có người nói là có một cái cõi thiên giới và hưởng được phước đời đời, hoặc là xuống địa ngục mãi mãi, hoặc là đang chờ đợi thì đi đầu thai, thì tất cả những cái điều đấy là nó không đúng. Hoặc chết rồi là hết, những người nghĩ là chết rồi là hết thì những người đấy cũng là tà kiến, nó không đúng. Thế nào là tạo một cái nghiệp tà kiến bất thiện trong khi làm lễ? Trong khi làm lễ có người có người thì tạo được phước mà có người thì tạo tội. Vậy thì tạo tội nó sẽ căn cứ vào cái hành động này. Cái người nào mà tạo tội trong cái buổi tế lễ đấy thì cái người đấy rất nguy hiểm này. Tà kiến như những việc không đúng như là đốt các vật dụng bằng giấy, giấy tiền, đốt nhà cửa xe cộ bằng giấy, đốt vàng bạc bằng giấy. Đây là tà kiến không đúng. Trưng bày những hình thù kỳ quái nên để tế lễ, cái điều đó là không đúng. Làm những trò như múa may quay cuồng là không đúng. Đó là những pháp. Và có những cái pháp bất thiện như là giết hại sinh vật để lấy máu thịt tế lễ, những cái pháp này là không đúng. Nếu mà cái người nào mà làm những cái việc này thì sau này sẽ bị chịu quả báo khổ đau. Đây là những cái pháp đang tạo tội. Nay có ai đốt giấy tiền không? Có ai lễ bái quay cuồng không? Có ai giết giết lợn gà vịt ngan lõm gì không? Vậy là hôm nay mình tạo cái gì? Cái ngày mà cái ngày này là cái ngày để tạo phước thì mình làm ngược lại phải không? Để tạo tội. Mình cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày mình phải đi tạo rất nhiều phước nhá. Đến chùa cúng dường để hồi hướng phước cho người thân thì mình lại đi tạo tội, thì mình hồi hướng cái tội cho người thân à? Đấy là một cái sai lầm đấy. Cái sự hiểu biết sai lầm ở thế gian là như thế, không có chi kiến, không có cái kiến thức, không có sự hiểu biết thì mình sẽ có những cái hành động sai lầm như thế. Mình làm ngược lại với lại cái pháp
với lại cái pháp mà cổ nhân đã dạy. Cổ nhân có dạy mình làm cái việc bất thiện phải không? Không có dạy, nhưng mà do đời nhiều đời nhiều năm, hàng mấy nghìn năm truyền qua rồi, bây giờ mình không còn nhớ được cái gốc tích nữa, mình không còn nhớ được cái lời dạy của thánh hiền xa xưa nữa, và mình đã làm sai mất rồi. Vậy cầu siêu đúng pháp thì được, thì những người thân đã mất để có được cái lợi ích gì không? Nếu mà mình lễ đúng pháp, nếu bây giờ mình làm trong cái buổi lễ mình làm được nhiều công đức, nhiều cái thiện nghiệp, thì những cái ông bà tiên tổ mình có được hưởng cái gì không? Trường hợp có người được hưởng và có người không được hưởng, kể cả mình lễ đúng hay lễ sai, nhưng mà nó, vấn đề là ở người thân sinh về đâu. Nếu người chết sinh về cõi trời, sinh thiên giới rồi thì không hưởng nữa, vì thiên giới người ta nhiều phước lắm, người ta chả hưởng mấy cái phước nặng mặt của mấy người nhân gian này tế lễ đâu. Người chết đã sinh làm người, nếu mà cái người chết đấy người ta đi tái sinh lại làm người rồi, thì bây giờ mình có hồi hướng cho họ, họ cũng không nhận được. Người chết đã xuống địa ngục, nếu cái người tội nặng quá mà xuống địa ngục rồi, thì bây giờ mình có muốn cầu cho người ta thoát khỏi địa ngục, người ta không thoát được, người ta vẫn ở dưới địa ngục chờ khi nào hết tội mình cũng nên. Nhưng bây giờ mà có người nhân gian đi tù, xong là mình có làm cho người đó ra được không? Mình có ngồi nhà cúng mà người đó ra được không? Cũng không ra được ha, đi xuống địa ngục thì nó không ra được. Người chết sinh làm súc sinh, nếu mà đã sinh làm súc sinh rồi thì có hồi hướng cũng không có lợi ích gì đâu. Người chết sinh làm Atula cũng không được cái gì. Vậy cái trường hợp mà người chết có thể hưởng được là người chết sinh làm ngã quỷ hưởng phước. Sinh làm ngã quỷ đây là một số những cái người khi sống người ta không biết tạo phước ấy. Khi sống người ta chỉ biết ăn, biết hưởng thụ thôi. Có bao nhiêu phước ở quá khứ người ta hưởng sạch, người ta không tạo được cái phước mới gì cả, mà người ta cũng không tạo tục. Bây giờ có người nói rằng là tôi thì tôi chẳng có biết tu tâm dưỡng tính gì hết, nhưng mà tôi chẳng làm việc gì ác, cho nên là tôi yên tâm đi chết, chẳng ai bắt tôi, chẳng có tội gì với ai nên là chẳng ai bắt tôi vào địa ngục đâu, yên tâm không, chết được rồi nhưng mà sẽ làm ngã quỷ, không có phước thì chẳng sinh làm lên trời được, sinh làm người không được thì sinh làm ngã quỷ. Làm ngã quỷ thì lúc đấy là phải đi theo những cái người thân để hưởng phước. Ví dụ những cái người mà ngã quỷ người ta thiếu phước ấy, thì người ta sẽ hay tác động đến cái người thân, người ta muốn người thân là hãy làm việc phước. Nếu như người ta tác động đến người thân, người ta muốn cho người thân đi chùa, đi chùa thì mình sẽ tạo được phước nhờ cái sự kính lễ, tạo được phước nhờ cái sự cúng dường, nhờ cái sự công đức, tạo được phước nhờ cái sự tụng kinh, nhờ cái nghe pháp và nhờ cái sự tu tập về giữ giới hay là tu tập về tâm. Thì những cái công đức đấy, nếu như mình mà có cái tác ý là xin hồi hướng những cái công đức của mà đã tặng đến những cái người mất, mong cho các vị ấy được sự an vui, thì mình hồi hướng như vậy thì những cái ngã quỷ đấy người ta sẽ được hưởng cái phước đấy, để cho được ngã quỷ hưởng phước, gọi là tha thí mạng thực ngã quỷ đấy. Những người đấy người ta hay nếu cho nên là những người thân đi chùa là những cái ngã quỷ này người ta hay đi theo để người ta hưởng những cái phước mà mình đã tạo. Đấy là cái trường hợp duy nhất chỉ có thế thôi, chỉ có người ai mà sinh làm ngã quỷ thì mới cần có cái sự cúng dường, cần có cái sự cầu siêu, cần có cái sự tạo phước để cho họ được hưởng cái phước ấy, để cho họ được siêu thoát. Còn tất cả những trường hợp khác đã sinh thiên rồi, đã làm người vào địa ngục ngã quỷ súc sinh rồi, đã làm người và làm súc sinh Atula rồi thì không có siêu độ được, người ta không có hưởng được cái phước mà mình tạo, chỉ có mình tạo thì mình hưởng thôi. Ngã quỷ hưởng phước là cái ngã quỷ như thế nào? Có một cái ngã quỷ hưởng phước này: người thân cúng dường các vật thực nên tam bảo rồi hồi hướng phước cho ngã quỷ thì ngã quỷ được được ăn no. Ví dụ như là bây giờ mình muốn cho ngã quỷ được ăn no thì mình phải cúng dường một cái gì đó. Ví dụ mình mang một cái nải chuối đến mình cứ dâng cúng Phật phải không? Thì lúc đấy là cái ngã quỷ sẽ, mình tác ý là cầu mong cho những cái thân bằng của mình được an vui. Thì lúc đấy
thì cái lúc đấy nó sẽ hiện ra những cái vật thực, nó giống như quả chuối cho cái ngã quỷ nó được ăn. Mình cúng dường hồi hướng, mình cúng dường nước, mình hồi hướng thì cái ngã quỷ nó được uống nước. Mình cúng dường y phục để hồi hướng thì ngã quỷ, những cái người thân mà làm ngã quỷ thì sẽ có quần áo để mặc. Nếu mà cái công đức đó nó còn lớn thì cái ngã quỷ đấy được sinh về cái cõi thiên giới. Đấy là cái sự hưởng phước là như vậy. Cho nên là đi chùa thường thường người ta hay mang một cái gì đó đi để cúng dường. Để cúng dường thì người ta tạo ra được cái phước, để cho được rồi hồi hướng cái phước đấy đến cái người thân thì người thân sẽ được hưởng cái phước đấy. Cầu siêu như thế nào thì ngã quỷ sẽ được siêu thoát khỏi cái kiếp ngã quỷ. Đấy, thế bây giờ nếu mà mình có người thân là sinh ra làm ngã quỷ này mà muốn cầu siêu cho người ta giải thoát thì cầu siêu được sao? Muốn cầu siêu cho cái người thân mà được giải thoát ngay lập tức khỏi kiếp ngã quỷ thì phải hội đủ các cái nhân duyên, như là phải cúng dường đến các bậc thánh tăng. Đó. Tức là mình phải cúng dường đến những bậc thánh tăng chứ. Mà bây giờ mình bảo tôi hôm nay tôi làm lễ ở nhà, tôi làm rất là nhiều cái món ăn thật là ngon, đốt rất là nhiều những cái vật dụng, chắc là ông bà hôm nay là thưởng một bữa gọi là thỏa thuê, thì cái hôm đấy nó có cái công đức không? Không có công đức, ở nhà mình có thánh tăng không? Nhà mình đã có cái bậc thánh nào, phải cúng dường đến những chư thánh tăng. Người cúng dường phải là người có giới đức thanh tịnh, và cái ngày hôm mình làm lễ là mình phải giữ giới nhé. Tức là bản thân mình hôm đấy là phải không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì hôm nay có ai giữ được làm giới đấy không? Có hôm nay có sát sinh không? Có trộm cắp, có tà dâm, có nói dối, uống rượu không? Uống rượu chắc là có. Thế thì mình, nếu mình đã phạm trong năm giới đấy thì hôm đấy mình có cúng dường cũng không có cái công đức gì. Mình không phải phải giữ giới, không có phạm năm cái điều đấy thì nó mới tạo ra được công đức. Phẩm vật cúng dường phải là phẩm vật thanh tịnh, tức là cái phẩm vật cúng dường là những cái vật thanh tịnh, tức là thanh tịnh là không có tội lỗi. Ví dụ như bây giờ mình dâng cúng những cái vật thanh tịnh như trái cây, hoa quả, những cái vật thực ấy, thì đó là những vật thực thanh tịnh. Còn nếu như mình mà mua con gà nó còn sống ngoài ngoài về rồi mình cắt tiết nó, vật nông nó, hay là mình dâng lên cúng thì vật hôm đấy là vật bất tịnh, vật này không thanh tịnh. Vì cái vật này nó được làm nên từ sự chết chóc, nó được làm nên từ cái sự giết hại, nó được làm nên từ cái ác tâm, ác ý, nó được làm nên từ cái ác nghiệp. Cho nên cái vật đấy không thanh tịnh và nó sẽ không tạo công đức. Vậy phẩm vật cúng dường phải thanh tịnh là vậy, là cái phẩm vật không có tội lỗi. Phẩm vật có tội lỗi là thanh tịnh. Ngã quỷ đã đến lúc hết nghiệp và phải tùy hỷ cái việc phước thiện đó. Và cái người mà thân mà đã quá mãn nhà mình ở đấy cũng là cái lúc đã hết tuổi thọ nằm ngã quỷ rồi, và sẵn sàng quỳ hỉ với công đức ấy, hoan hỉ với cái thiện nghiệp ấy. Có như vậy thì sẽ siêu thoát. Không như vậy, không hội đủ các cái nhân duyên này thì không siêu thoát được. Đấy là vấn đề cầu siêu ha, báo hiếu cho người chết. Còn bây giờ cái ngày đấy U Nan còn là báo hiếu cho người chết thì có báo hiếu cho người sống không? Cái từ báo hiếu thì nó sẽ dành cho người chết rồi hay là cái lúc còn sống? Lúc còn sống ấy. Có khi nào mà có ông bố nào hay là bà mẹ nào khen con mấy đứa con tôi nó có hiếu lắm không? Có hiếu lắm hay mà hay là bây giờ có cái đứa con nào nó nghịch ngợp nên bảo chúng mày là đồ bất hiếu, sau này ông chết thì tôi sẽ báo hiếu, tôi sẽ cúng cho ông thật nhiều giấy tiền vàng bạc đấy thì tôi mới báo hiếu. Là bây giờ thì chưa, người ta mới gọi là đám hiếu, đám hiếu, đám hỉ. Đám hiếu là đám tang, mai muốn chết thì mình sẽ tổ chức rất là linh đình, một cái đám ma rất là to đấy, có phải báo hiếu không? Báo hiếu khi cha mẹ còn sống, đây là cũng là một cái sự báo hiếu này. Bây giờ rất là nhiều cái ngôi chùa người ta sẽ làm những cái lễ như là cảnh hoa hồng, cảnh hoa hồng để nhớ đến cái
sự báo hiếu đó là trong cái sự báo hiếu đó là hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm và hiếu đạo. Đây là cái sự báo hiếu này. Ví dụ như là hiếu dưỡng có nghĩa là một cái người mà có cái sự phụng dưỡng như là đỡ đần, thuốc thang, lúc đau ốm chăm sóc. Đấy là những cái người con mà có thể phụng dưỡng cha mẹ lúc còn sống, cũng là một cái gọi hạnh hiếu, hiếu hạnh. Ở đây có nghĩa là một cái người con mà sống có đức hạnh này, như là không cãi nhau với bố mẹ, không có hư hỏng, không có làm những cái việc phá gia chi tử ấy. Thì đấy nó cũng là có hiếu. Còn hiếu tâm, và hiếu tâm có nghĩa là khi mà nó đi đâu ấy, bao giờ nó cũng có điện về, nó bảo ôi trời, không nhớ nhà quá, khóc hu hu. Nhất là mấy đứa trẻ, bé, rồi cho nó đi đâu mấy hôm mà nhớ bố nhớ mẹ quá, nó khóc. Rồi cho mấy đứa trẻ đi chùa vài ngày nó khóc u lên, nó đòi về. Đấy là cái tâm của nó nhớ, nhớ bố mẹ, hiếu tâm. Còn hiếu đạo, một cái hiếu nữa đó là hiếu đạo. Hiếu đạo là làm sao? Đó là giúp cho cha mẹ giác ngộ được chánh đạo và san lìa tà đạo. Có ai là có cái người có cái hiếu này? Mình là cái người hiếu gì? Hiếu dưỡng hay hiếu hạnh hay hiếu tâm hay hiếu đạo? Hiếu đạo là phải giúp cho cha mẹ này có được cái sự hiểu đạo, học đạo để có chánh kiến, hành đạo để giác ngộ và hành đạo để giải thoát. Thứ nhất là cái người mà người hiếu ở đây là phải giúp cho cha mẹ học đạo này. Được, tức là những cái người con nên là phải đưa cha mẹ đi đến chùa để nghe giảng Phật pháp. Con cái phải đưa cha mẹ đến chùa nghe giảng Phật pháp nhá. Còn nếu mà cha mẹ già quá không đến chùa được thì phải thỉnh pháp mang về, mang kinh sách, mang những cái bài giảng pháp về mà nghe đi để mà hiểu. Thì đấy là rằng hiểu Phật pháp phải quy y Tam Bảo để trở thành Phật tử. Thấy cha mẹ chưa quy y Tam Bảo thì bắt đầu mình phải nôi đi và đi đến chùa để quy y Tam Bảo ngay, không có mai mốt thì không có Phật độ xin xuống địa ngục. Như này cái tâm thì phải mình phải có Phật thì sau này mình mới được giác ngộ giải thoát, phải gieo được cái duyên này, tạo được cái thiện nghiệp thì sau này đi về cõi này. Còn nếu mà không có cái tâm mà không có hướng đến Phật pháp ấy, thì là cái tâm ấy rất là ô nhiễm. Đó, chỉ có hướng đến những cái điều bất thiện đó, tham sân si đầy rẫy thì khi chết chỉ có vào cái cõi khổ đó. Đấy là cho nên là phải dẫn dắt những cha mẹ đi quy y Tam Bảo, thân cận những bậc minh sư và những bậc thiện tri thức. Đấy, phải tránh xa những cái người bất thiện, những cái gọi là thầy tà bà ác là phải tránh xa. Mà thấy ông bà mà chơi với thầy tà bạn ác là phải đuổi xa đi, phải cho thân cận với những cái bậc hiền thiện, những cái người mà có trí tuệ, có đạo hạnh, có đức hạnh thì mới tạo được những cái thiện nghiệp, biết làm phước thiện như bố thí, cúng dường, cung kính, phục vụ, tụng kinh và chiêm phước, nghe pháp hành thiền. Đấy là phải hướng cho những cái người con có hiếu thì hướng cho bố mẹ biết làm những cái thiện nghiệp như thế. Phải biết, phải khuyên bảo những người thân biết làm việc bố thí, cúng dường, kính lễ, học để phát mở mang trí tuệ, phải tu dưỡng thân khẩu ý, tạo được những cái thiện nghiệp và giúp cho cha mẹ được trở thành những người hành đạo, tức là phải giữ giới. Tức là phải giúp cho cha mẹ biết giữ giới, giữ năm giới suốt đời, giữ năm giới, giữ tám giới, những ngày trai giới để mà hành thiền định và thiền tuệ. Đây là hành đạo như vậy. Và phải giúp cho cha mẹ được thành tựu đạo. Thành đạo ở đây có nghĩa là con cái là phải giúp cho cha mẹ, phải giúp cho cha mẹ có chỗ ở này, có thức ăn này, y phục này, dược phẩm để cho cha mẹ buông xả cái công việc trần gian, chuyên tâm hành đạo. Phải chuyên tâm hành đạo, tu tập, tu luyện để đi đến cái sự giải thoát sinh tử.
Ví dụ như là đưa đến chỗ, bảo ông bà già rồi bây giờ dẫn đến chùa Phụng Minh để xây cho một cái thất ở đấy để tu thiền, đấy là giúp cho thành đạo. Đấy gọi là tu như thế thì mới thoát trần được, mới thoát trần lên lên tiên, hoặc là thoát trần đi chứng ngộ niết bàn. Nếu cha mẹ mê tín không tin theo mà tin theo tà đạo thì mình phải làm sao? Nhiều người kêu ca là ông bà cha mẹ mình mê tín lắm, suốt ngày chỉ đi xe bói thôi, chỉ đi thầy bói thôi, suốt ngày chỉ đi đồng bóng bói toán rồi là cúng kiến, xem là sao giải hạn, cầu an cầu siêu cầu tài cầu lộc cầu thánh cầu thần, chứ không biết tạo phước. Suốt chỉ có tạo tội rồi cầu xin, tạo tội nhưng mà lại cầu phước, suốt ngày chỉ mong là có được phước báo sống lâu sức khỏe ăn vui, cái gì cũng mong, cái gì cũng cầu, cái gì cũng muốn, nhưng mà lại không làm được phước mà chỉ có làm những cái việc tội lỗi, thì đấy là những người mê tín đại kiến. Thế thì những người như vậy thì phải thường xuyên đưa những người thân, những ông bà cha mẹ đến chùa để nghe giảng Phật pháp, hoặc là phải mời những vị tăng, những cái vị thầy có trí tuệ đến nhà giảng pháp để cho cha mẹ được giác ngộ và con đường chánh đạo. Còn nếu cha mẹ mà không có trí tuệ, không thể hiểu pháp, không thể hành pháp thì mình phải làm sao? Có những người có thể là bố mẹ mình không hiểu pháp mà cũng không chịu hành pháp, nói không nghe, nghe không hiểu, hiểu không hành, thì nó phải làm sao? Ngang không? Nếu mà không có trí, không phát triển được trí tuệ thì phải khuyến khích những người thân làm phước như là giữ giới, cung kính, cúng dường, phục vụ. Hay là mình có thể lập nên một cái ban thờ Phật đấy, một cái ban thờ Phật ở trong tại gia ấy. Hay là mình phải thỉnh một cái quyển kinh về, mình phải khuyên những người thân, ông bà cha mẹ mình phải biết lễ Phật hàng ngày, cái tâm cung kính nó sẽ tạo ra phước, những cái phước cao thượng. Những cái người bây giờ người ta sống sinh ra, người ta có những cái phước báo, người ta được cái sự cung kính của mọi người, hay là người ta có cái đời sống rất là cao cả, cao thượng, đấy là cái phước của cái sự cung kính. Thế thì bây giờ cái người nào mà có được cái tâm cung kính những cái bậc có đức hạnh lớn, có trí tuệ lớn, thì những cái người đấy sau này người ta trở thành những người rất là cao cả, người ta sẽ được cái sự cung kính của mọi người. Đấy thì cái tâm mà kính lễ Phật nó sẽ tạo ra công đức như vậy. Nếu mà chưa có tụng kinh nữa thì sau này sẽ trở thành một người đa năng trí tuệ. Hay là giữ giới, không có tạo ác nghiệp nữa thì sau này sẽ được sinh về những cõi an lành, không gặp những cái rủi ro bất hạnh. Đấy là những cái công đức có thể làm được ở cái cõi nhân gian này. Có những cái người cha mẹ thì sống vô thần, không có niềm tin với giáo pháp thì mình làm sao? Có những cái người cha mẹ không có tin, chết rồi là hết, không có nhân, không có quả, không có thiện, không có ác, chết là hết. Cho nên người làm phước với người làm thiện, người làm tội, người báo với phước báo là như nhau. Có những người người ta sống, người ta có cái niềm tin như vậy. Nếu mà cái người mà có niềm tin như vậy thì tự mình phải thực hành giáo pháp và đạt đến một cái mức mà đắc được thần thông hay đạo quả gì đó mới giáo hóa được. Không phải là mình có thể nói được mà dễ. Thế thì bây giờ mình mà thấy cha mẹ là cái người mà bất tín như vậy, mà những cái người mà vô thần như vậy thì làm sao? Thì bắt đầu mình phải bỏ lên núi để tu luyện 10 năm. Có thần thông thì bay về. Đấy mình nói thì người ta mới nghe. Chính bản thân Đức Phật á, cái lúc mà Đức Phật đi tu mà thành Phật rồi, khi mà Ngài trở về thăm gia đình thì những cái người thân quyến là người ta không có tôn trọng, không kính gì. Người ta bảo cái người này cháu tôi, thôi tôi ngồi xa xa, mấy cái đứa trẻ đó mình lên mình đảnh lễ cái vị đấy đi. Cái này là cái đồ con, những cái vị này chỉ là con cái cháu chắc thôi mà. Cho nên là mấy cái ông già già nó ngồi sâu sâu dưới cũng bảo mấy đứa trẻ chúng mày nên đảnh lễ. Thế lúc đấy thì Đức Phật mới nghĩ rằng là những cái người thân của ta
có cái tâm lãng mạn lớn, không tôn trọng, không cung kính, không cung kính ta, thì họ sẽ không có thể tiếp thu được cái giáo pháp cao thượng này. Họ sẽ không có cung kính pháp thì họ sẽ không thực hành pháp, và họ không thể nào mà giải thoát, không thể nào giác ngộ được. Cho nên là lúc đấy Đức Phật phải dùng thần thông bay lên trên trời, bay lên ngồi kiết già trên hư không. Khi mà thấy Đức Phật có cái năng lực thần thông như thế rồi thì tất cả mọi người quỳ rạp xuống và kính lễ. Và bây giờ Ngài không còn là người trần nữa, Ngài là bậc thánh rồi, Ngài là Phật rồi, Ngài là một cái bậc thượng nhân rồi. Thế tất cả mọi người lúc đấy người ta mới kính lễ. Thì lúc đấy thì nói gì người ta cũng nghe. Nên là bây giờ muốn độ được người nào mà muốn báo hiếu không? Muốn báo hiếu không? Thì phải làm gì? Thì phải đi tu luyện đi ha, đi tu luyện nên sau này về mới độ được. Không tu luyện là không có độ được. Khi cha mẹ qua đời thì con cái phải báo hiếu như thế nào cho nó đúng đạo? Khi mình cái người thân cha mẹ mình qua đời mình báo hiếu chặt. Vực việc trước tiên là gì? Là đi gọi cái người mà người ta tổ chức cái nhạc lễ. Nhạc lễ đến xong là sẽ mời tất cả bản dân thiên hạ đến để khao. Khi cha mẹ qua đời thì con cái phải tạo thiện nghiệp để hồi hướng phước lành cho cha mẹ, thì đấy mới là báo hiếu. Cái tạo ra cái thiện nghiệp để mà hồi hướng phước lành. Khi mà Đức Phật qua đời, khi mà Đức Phật cái lúc mà ngày gần nhập niết bàn, có rất nhiều chư thiên đến rải hoa cúng dường mang. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói với ngài đệ tử là Anan, là này Anan, những cái người mà đang cúng dường ta như thế này là không có hợp pháp. Mà bây giờ cái người nào mà thực hành giáo pháp của ta thì là cái người đấy mới là cái người đang cúng dường ta một cách cao thượng nhất. Tức là lúc đấy này cái người nào mà đang giữ giới, đang hành thiền, đang tu tâm ấy, là cái người đấy là đang cúng dường đến Đức Phật. Còn nếu mà cha mẹ qua đời mà mình xây một cái mộ thật là to, đặt một cái ban thờ thật là đẹp, cúng dường thật là nhiều những cái vật dụng quý báu, thì ông bà có vui không? Lúc đấy mình hỏi mộ đẹp này đã hài lòng chưa? Ban thờ thế này ông bà có hoan hỉ không? Thức ăn những cái món ngon vật nạc dân cúng như thế này có ăn được không? Có ăn được không? Có thích không? Thì lúc đấy tất cả những việc đấy là gì? Những cái việc đấy nó không đúng pháp, không hợp pháp. Những cái việc đấy đều là phi pháp. Vậy thì cái lúc đấy làm đúng pháp là làm sao? Làm đúng pháp là phải đi kính lễ Phật, phải đi tụng kinh, phải đi nghe pháp, phải đi hành thiền, phải đi cúng dường, phải tạo các cái thiện nghiệp, tạo các công đức bản thân. Cái người con đấy là phải giữ giới, phải ăn, phải là cái người giữ gìn những cái giới hạnh, không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi sau đó bản thân cái vị đó phải tu tâm dưỡng tính, tạo các cái công đức, rồi bắt đầu mới hồi hướng chia cái phước đấy đến ông bà cha mẹ. Thì lúc đấy mới làm cái sự báo hiếu đúng. Mà cái tốt nhất là mà muốn báo hiếu tốt nhất là những cái ngày đấy đi vào chùa cạo đầu xuất gia gieo duyên mấy hôm cũng được. Thế cái công đức của cái sự tu tập đấy để mà hồi hướng cho người thân ấy thì là sẽ là cái sự báo hiếu có lợi lạc nhất, có ý nghĩa nhất và đúng pháp nhất. Tạo thiện nghiệp và hồi hướng phước lành như thế nào? Tạo thiện nghiệp làm sao? Đó là phải trai giới thanh tịnh này, phải giữ giới đấy, thực hành thiền chỉ thiền quán cho thân tâm được thanh tịnh, cúng dường những bậc có giới đức thanh tịnh và hồi hướng những phước lành ấy đến cha mẹ và tất cả thân bằng quyến thuộc đã qua ban, ngay cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp quá khứ đấy. Và mình hồi hướng cái phước ấy đến tất cả chúng sinh, mình tạo được ra phước thì mình có thể chia cái phước đấy đến rất nhiều người, không phải chỉ những người mới mất đâu, mà cả những người mất lâu rồi cũng được hưởng. Không phải cha mẹ đời này đâu, mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp khác cũng được hưởng. Cha mẹ dạy những điều không tốt mà con cái vẫn nghe lời thì có hiểu không? Có cha mẹ nào mà dạy con những điều không tốt không? Ví dụ như đứa con bảo con sát sinh không nhá, thì con bảo mày phải sát sinh, thì cha mẹ dạy có đúng không?
cha mẹ bảo mày đi cho ông ta cái kia về sử dụng này. Dạy mẹ con đúng không? Con nên nghe lời không? Ừ. Bảo này, đi uống rượu về với cha con mình cùng nhắm cho nó vui. Dạy con mẹ con đúng không? Vậy thì cha mẹ dạy những cái điều đấy nó không tốt như vậy thì có nên nghe lời không? Nếu mà không nghe lời thì có bất hiếu không? Lúc đấy mà cãi lại thì bảo thằng này bất hiếu, mày không nghe lời à? Quân sự thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sự tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua mà bảo bề tôi chết, bề tôi không chết là bất trung, mà cha bảo con chết mà con chết là bất hiếu, có đúng không? Đấy là Khổng Tử dạy thế ha. Thì cha mẹ dạy những điều không tốt mà mình không nghe theo. Nếu mình mà nghe theo ấy thì là mình là một người có hiếu đấy, nhưng mà không có trí tuệ. Những cái đứa ngu ngu là sẽ nghe, nó nghe thì là nó được quý, con này quý lắm, ngày mai lại sai nó tiếp, lại bảo nó tiếp, nhưng mà nó không có trí. Khổng Tử nói một cái câu là cha bảo con chết con phải chết, con làm chết là con bất hiếu, câu nói này đúng không? Ta bảo mày làm sao mày, ta đẻ ra mày, ta bảo làm sao mày phải nghe làm vậy. Bây giờ ta bảo mày cái gì mà mày phải làm cái đấy. Nên là có những cái đứa nó muốn đi tu nhưng mà không, ta không cho mày đi. Đấy là ta bảo làm sao phải nghe vậy. Mà con cái nó cứ răm rắp nghe lời như vậy, con hiểu không? Răm rắp nghe lời như vậy. Cái câu nói này là sai. Nếu mà cái gì mình cũng nghe cha mẹ thì là cha mẹ sẽ có tội lớn đấy. Con mà chết thì cha mang tội lớn đấy. Cho nên là có những cái nghe lời mà có cái là không được nghe lời. Một người cha đang nóng giận là cầm gậy đánh hai đứa con, một đứa chạy và một đứa thì ngồi im cho đánh, thì đứa nào có hiểu? Bây giờ mấy cái đứa này nằm xuống đây, ta đi lấy roi ta đánh. Thế là một đứa nó sợ đòn nó bỏ nó chạy, còn một đứa cứ nằm im thì đứa nào ngoan hơn? Đứa chạy là ngoan hay đứa nó nằm im là ngoan? Đứa bỏ chạy thì có hiếu hơn vì nó có trí tuệ, nó không muốn cha nó tạo ác nghiệp, phải không? Đấy, thấy vì thấy mà thầy bố mẹ mà mắng cái nó bỏ chạy ha. Mắng cái là chạy rồi đừng nói gì, phải đánh. Cầm roi mà chạy thật xa và nó cho đánh, đánh nó tạo ác nghiệp mà. Có hai đứa con xin đi tu này, cha mẹ không đồng ý, một đứa nghe lời còn lại một đứa đi tu thì đứa nào có hiếu? Đứa nào bất hiếu? Có nhà nào mà có con muốn đi tu không? Nhưng mà bố mẹ không đồng ý, không cho đi. Cái quan niệm người miền Bắc của mình là thế, không cho đi tu. Người ở miền, ví dụ như là cái người ở bên Thái Lan hay là bên Miến Điện, nếu mà gia đình mà có những đứa trẻ trẻ nhỏ nhỏ đấy mà đi tu là hôm đấy là người ta sẽ thuê một cái đàn voi mà rước từ nhà rước đến chùa mà cho cưỡi voi. Cái nhà nào mà nghèo nó thì cho cưỡi một đàn bò hoặc một cái xe gì người ta trưng bày rất là đẹp, ta chở mấy cái đứa trẻ đấy còn là cho cưỡi ngựa. Và người ta sẽ có một cái ban nhạc mà người ta đi đâu người ta rước rất là linh đình đến chùa để tu. Có khi người ta chỉ tu gieo duyên một hai tháng, nhưng mà người ta coi những đi tu là một cái việc gì đó rất là cao quý, rất là cao thượng và tạo được những cái công đức rất là thù thắng, rất là lớn. Cho nên là cả họ sẽ rước cái đứa đấy từ nhà đi đến chùa. Người ta còn rước đi tu như vậy, nhưng mà đây đi tu thì cứ phải trốn đó mà. Thế thì cả hai, một đứa ở nhà cũng có hiếu, một đứa đi cũng có hiếu. Một đứa nghe lời ở nhà thì nó cũng báo hiếu được cái hiện tại. Đứa đi tu thì có hiếu thì sau này nó động được cha mẹ thoát sinh tử. Còn đứa ở nhà thì nó có hiếu là nó chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Cho nên là cả hai đứa đều có hiếu. Nghe lời cũng có hiếu mà không nghe lời cũng có hiếu. Thế không? Tùy mình chọn mà. Bây giờ có bốn đứa con, đứa thứ nhất ngoan nhưng mà không có trí, đứa thứ hai hư mà có trí, đứa thứ ba vừa ngoan vừa có trí, đứa thứ tư vừa hư vừa không có trí. Thì đứa nào có hiếu, đứa nào bất hiếu?
ngoan mà không có trí là có hiếu, nhưng mà tức là bản sao nó nghe vậy, nó cũng có hiếu, rồi cái hiếu nó vừa 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 hư, cái hư mà nó có trí cũng là bảo mà nó không nghe. Đấy, bảo những cái gì đúng thì nó nghe, cái gì sai nó không nghe. Thì cái đứa này nó cũng hơi bất hiếu tí, nhưng mà nó cũng vừa vừa. Còn đứa ngoan mà có trí thì nó mới là đại hiếu, còn đứa hư mà nó không có trí thì nó là đại bất hiếu. Còn đứa nào là, thì như thế nào gọi là ngoan, như thế nào gọi là con hư, như thế nào gọi là con có trí, và như thế nào gọi là con có trí. Mình nhà mình có mấy đứa con thì đứa nào ngoan, đứa nào hư, còn đứa nào có trí, đứa nào không có trí, mình có phân biệt được không? Đứa nghe lời cha mẹ đứa gọi là con ngoan, cãi cha mẹ là con hư. Đứa nào mà thích làm việc thiện thì nó là có trí, đứa nào thích làm việc ác thì nó không có trí. Nên căn cứ vào đấy thì mình biết được đứa nào là ngoan, đứa nào hư, đứa nào là có trí không có trí ha. Thế giờ mình cần những đứa con nào? Cần con, cần cái đứa con như thế nào? Cần con ngoan hay là cần con có trí? Vừa ngoan vừa có trí. Khi cha mẹ làm việc bất thiện, một đứa đồng tình ủng hộ, một đứa phản đối không cho làm, thì đứa nào có hiếu hơn? Có khi nào cha mẹ làm việc sai trái bất thiện không? Hôm nay mình đi mua gà vịt về đây giết thì nhà nhắm rượu ăn, đấy là một cái việc bất thiện nhá. Thế là một đứa nó bảo không, nó sát sinh là có tội, sát sinh là sau này phải đọa xuống địa ngục, uống rượu là sau này mất trí tuệ, uống rượu là ngu si sau này phải sinh làm súc sinh, không cho cấm, không cho uống rượu. Đấy, một cái đứa thì nó phản đối, nhưng mà một đứa thì ủng hộ. Ôi thì cứ cho vào ăn uống thoải mái, cứ uống rượu đi, rồi là thích làm gì thì làm cũng thoải mái. Một đứa nó ủng hộ như vậy, ủng hộ cái bất thiện đấy, thì đứa nào là ngoan, đứa nào là ngu? Đấy, đứa đồng tình là bất hiếu vì nó không biết, vì nó ngu, ngu là nó sẽ không biết được. Đấy, là cái sẽ gặp những cái điều nguy hiểm về sau. Còn cái đứa mà nó phản đối những cái điều bất thiện đấy thì nó là đứa có trí. Vậy thì cái đứa có trí là đôi khi nó hay phản đối những cái không đúng, phản đối những cái gì mà không đúng, thì là những cái đấy nó mới là có hiếu. Hiếu là đôi khi nó phải hướng được đến những cái điều thiện. Có hai đứa con mà một đứa thì thích phụng dưỡng cha mẹ lúc sống, còn một đứa thì nó thích lễ bái cầu siêu lúc cha mẹ qua đời, thì đứa nào có hiếu hơn? Bây giờ mình muốn là con cái nó chăm sóc cho mình lúc còn sống, hay là muốn là sau này chết rồi nó sẽ cầu siêu? Bây giờ thường thường mấy người sắp chết thì dặn là sau này á, cúng ta thì cúng chậm chậm để cho tao ăn. Chứ mày cúng cái gì mà nhanh quá, chưa kịp ăn rồi mày đã hạ xuống mày ăn rồi. Thì cái đứa nào nó có hiếu hơn, mình thích cái đứa nào hơn? Thích cái đứa mà nó cho ăn lúc còn sống hay thích đứa nó cho ăn lúc chết? Cho ăn lúc còn sống hơn ha. Hay phụng dưỡng lúc cha mẹ còn thì mới có hiếu hơn là lúc cha mẹ chết rồi. Chết rồi ai biết đi về đâu đâu, chắc gì đã còn gặp lại được. Có hai đứa con, một đứa cung cấp cho cha mẹ vật chất, một đứa thì giúp cha mẹ ăn vui về tinh thần, thì đứa nào có hiếu hơn? Một đứa thì thích cái gì nó không cho, thích tiền nó cho tiền, thích quần áo, thích nhà cửa, thích xe cộ nó cho. Nhưng mà một đứa nó nghèo, nó chẳng có cái gì cả, bây giờ nó chỉ thích, nó chỉ có thể làm cho mình là vui thôi, là vui. Nó có những cái lời nói rất là dịu dàng, rất là tử tế, rất là lễ độ. Nó rất là ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, nó nghe lời nó, thì mình quý đứa nào hơn, thích đứa nào hơn? Thích cả hai ha. Thích cả hai ha. Cái đứa mà nó bám hiếu về tinh thần thì nó sẽ tốt hơn, cao thượng hơn. Có
một đứa thì nó có cái ước muốn để mong sao cha mẹ sẽ sống mãi mãi với tôi, mong sao tôi sẽ sống mãi mãi với cha mẹ, mong muốn như vậy thì có hiểu không? Không muốn cho cha mẹ chết đâu, cứ muốn cha mẹ phải sống mãi sống mãi, cho nên là nó cho ăn nhâm sâm mà kiếm cái sâm mà nghìn năm ấy về cho cha mẹ ngậm sâm để sống mãi, đến cái lúc mà già hấp hối rồi nhưng mà nó cho cái sâm vào mồm nó không được chết. Để cho mình được sống mãi mãi như vậy thì có hiểu không? Cái đứa con này nó rất là có hiếu, nhưng mà cái hiếu đấy là cái hiếu thế gian. Cái hiếu này là cái hiếu có giới hạn mà, chứ không phải là hiếu vô hạn. Thường cái hiếu vô hạn là làm sao? Cái hiếu mà nó có cái tâm từ này, cầu mong cha mẹ thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cha mẹ thoát khỏi nỗi khổ về thân, cầu mong cho cha mẹ thoát khỏi nỗi khổ về tâm, nó ước mong cho cha mẹ được an vui hạnh phúc. Thì cái đấy nó là từ hiếu, nó là một cái tâm hiếu vô lượng vô biên. Còn một cái câu mà cầu mong cho cha mẹ thoát khỏi nỗi khổ đau trong sinh tử luân hồi thì đấy là hiếu gì? Có cái người con nào mà mong muốn cha mẹ mình thoát khỏi cái nỗi khổ đau sinh tử không? Ví dụ như là mà mong sao cho ông bà chết không bị đọa vào địa ngục, không đọa làm ngã quỷ, không đọa làm súc sinh, được sinh về cõi lành, được chứng giác niết bàn, được giải thoát sinh tử. Có ai có cái mong muốn về không? Cái mong muốn như vậy để gọi là hiếu gì? Đấy được gọi là bi hiếu. Cái hiếu đấy là cái tâm bi. Cái tâm bi là mong muốn cho được thoát khỏi những cái nỗi khổ đau trong sinh tử. Thì cái người con mà có cái tâm bi thì lúc nào cũng chỉ muốn là làm sao đó phải cho có cái tâm hiếu là muốn cho cha mẹ được giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì phải làm gì? Phải giữ giới, phải tu giới định tuệ, tức là phải giữ giới hành thiền chỉ và hành thiền quán. Thế thì có nghĩa là cái người đấy mà, thế thì bây giờ mình muốn báo được cái bi hiếu thì phải làm sao? Thì phải đi học thiền đã, mình phải học thiền, mình đắc thiền, mình giỏi rồi mình về mình giải được chứ. Vậy thì cái ai mà chịu khó đi học thiền là người đấy sẽ báo được cái bi hiếu. Ai đi học thiền thì báo được cái từ hiếu. Còn cái đứa này mong cho cha mẹ không phải xa lìa những thiện nghiệp đã làm được, đấy là hiếu gì? Bây giờ thấy mình phải mong sao cho cha mẹ là phải làm được những việc thiện và tiếp tục làm việc thiện, tiếp tục làm việc thiện, ngày nào cũng làm việc thiện, làm được càng nhiều càng tốt, thì đấy là hiếu gì? Đấy gọi là hỷ hiếu. Hỷ hiếu hoan hỷ với việc thiện đấy. Nhưng mình thấy cái ông bà cha mẹ làm được việc thiện là mình hoan hỷ và mình mong muốn luôn luôn làm việc như thế, thì đấy được gọi là hỷ hiếu. Tức là ví dụ như là mình thấy ông bà biết đi chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, bố thí, cúng dường, thì cái đấy là thiện, đấy là việc thiện. Khi mà mình thấy nếu mà cha mẹ làm những việc thiện có hoan hỷ không? Có hoan hỷ. Thì lúc ấy mình mong muốn làm sao? Mong muốn làm sao cứ làm như thế mãi mãi thì đấy được gọi là hỷ hiếu. Làm hiếu làm hỷ. Cha mẹ là người thừa định những nghiệp mà cha mẹ đã tạo thì là hiếu gì? Mình bây giờ mình cứ nghĩ là thôi ông bà tạo nghiệp gì thì đi với cái nghiệp đấy, thì đây được gọi là xả hiếu. Cái tâm xả là không có cái sự dính mắc, không có cái sự dính mắc nữa, mà ai làm việc gì thì sẽ đi theo cái nghiệp đấy, ai cũng là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì đấy là giữ cái tâm xả. Thì có nghĩa là làm việc thiện rồi thì sẽ được cái phước báo an vui, không có phải lo lắng, không phải tính mắc nữa. Trong kinh Đức Phật dạy là khó có thể tìm thấy trong thế gian này có một chúng sinh nào chưa từng là cha mẹ ta. Như vậy thì có nghĩa là sao? Đức Phật dạy là khó có thể tìm thấy một cái người nào ở trên đời này chưa từng là cha mẹ ta, thì có nghĩa là tất cả mọi người đều là cha mẹ của ta. Có phải vậy không? Mình có chấp nhận điều này không? Phải chấp nhận được không? Nhìn xung quanh ai cũng là cha mẹ của mình hết rồi, thì thấy mình có nhiều cha mẹ không? Thì cái bổn phận báo hiếu lớn không? Ai cũng phải báo hiếu.
Đức Phật dạy là khó có thể tìm thấy một chúng sinh nào chưa từng là cha mẹ ta, chứ không phải là một người nào. Một chúng sinh ấy. Một chúng sinh ở đây có thể là có cả con trâu con bò, có khi nó là cha mẹ mình. Trong nhiều đời nhiều kiếp, trong cái dòng sinh tử nó là như vậy. Cho nên là có một là Đức Phật đến nhà, có con chó nó chạy ra nó chuồng. Thì Đức Phật bảo à, người à, kiếp trước là cha của cái chủ nhà này, nói rồi người sinh làm chó, người không biết hổ thẹn, người này còn hung dữ. Nói như thế mà con chó nó hiểu, nó bỏ ăn, nó không ăn. Thế là cái đứa con ấy nó đến nó hỏi tại sao hôm qua ngài nói cái gì mà làm cho con chó rồi nó bỏ ăn. Thế Đức Phật bảo con chó ấy nó chính là cha của người. Mẹ vì khi nó chết nó có trước khi chết chôn một cái hũ vàng dưới gầm giường, bây giờ nó cứ đến đấy nó nằm là con. Những người không tin thì bây giờ đến chỉ cần nói con chó là cha ơi, cha chỉ cho chỗ cho con vàng, vàng cha để ở đâu nó sẽ chỉ cho người đúng cái hũ vàng. Nên là cái đứa con này cũng nghe theo, cũng về hỏi cha ơi vàng ở đâu. Thế nó chui vào gầm giường, nó lấy chân nó bơi bới đi, thế đào lên ở dưới có hũ vàng. Thì đấy là con, có thể là con chó nó cũng đã từng là cha. Còn có một cái gia đình này thì hôm nay đang ăn, thì hôm nay giết một con gà ăn thì Đức Phật đến phát thực. Nên là cái nhà này nó bảo mày Sa môn Cù Đàm không phải đi chỗ khác đi cho gia đình tôi ăn cơm chứ, đứng đây chúng tôi ăn làm sao được. Thì Đức Phật bảo ngươi đang ăn thịt cha mà không có biết. Thì có thể là con gà nó đã từng là cha là mẹ. Và tất cả những người khác, tất cả những người xung trên trong làng, trong nước, trong xã hội này cũng đã từng là cha mẹ, cha là mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Trong cái dòng sinh tử nó nhiều như vậy, cho nên là mỗi người có nhiều cha mẹ như vậy. Thì bây giờ mình sẽ báo hiếu cha mẹ nào? Có báo hiếu, có những người là cha mẹ trong quá khứ này, có những người là cha mẹ hiện tại này, có những người là cha mẹ của mình ở tương lai này. Thì người nào quan trọng hơn? Quá khứ quan trọng hay hiện tại quan trọng hay tương lai quan trọng? Tương lai quan trọng hơn nè. Làm sao mình có thể báo hiếu được tất cả cha mẹ trong quá khứ hiện tại và tương lai? Bây giờ một cái người như thế nào thì báo hiếu được hết, được hết tất cả. Cho nên là trong những cái ngày mình làm lễ ấy, lễ cầu siêu ấy, thì phải có cái tác ý là cầu mong cho tất cả cha mẹ ở đời hiện tại và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ được cái tùy cái công đức của cái thiện nghiệp mình đã tạo để được an vui. Thì tất cả có những người cha mẹ ở trong quá khứ mà còn đang chưa được siêu thoát, còn đang ở những cái kiếp ngã quỷ, thì mình có cái tác ý như vậy thì mọi những người đấy người ta có thể được hưởng cái phước mà do những người con cái tạo. Còn nếu báo hiếu được tất cả cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp thì phải rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đến tất cả chúng sinh trong thế gian này. Nhưng mình có thể rải tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khổ đau, cầu mong cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Có bao giờ mình có cái tác ý là cầu mong cho tất cả chúng sinh muôn loài được an vui hạnh phúc không? Thì trong chúng sinh đấy là đã có cha mẹ ở nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi những cái nỗi khổ đau trong sinh tử, mong muốn cho tất cả chúng sinh giác ngộ chân lý giải thoát, cầu mong cho tất cả chúng sinh không phải xa lìa những thành công họ đã đạt được. Đấy là cái hỷ hiếu. Và còn tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo, có cái tâm từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sinh như vậy. Nên mình không có hận, không có sân, không có ác ý với bất cứ ai. Đấy, là mình sẽ chắc chắn là không có tạo cái ác nghiệp với ai, là không có bất hiếu với cha mẹ nào ở quá khứ cả, ở hiện tại hay ở tương lai hết. Đấy, thì cái người nào mà tập được cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì là cái người ấy sẽ không có nỗi lầm với bất cứ một cái chúng sinh nào, không có nỗi lầm với bất cứ ai. Muốn cha mẹ mà giác ngộ thì mình phải làm sao? Thì mình phải giác ngộ trước. Cái người nào giác ngộ trước thì mới báo là muốn cha mẹ biết giữ giới hành thiền thì phải làm sao? Nếu có muốn cha mẹ biết giữ giới hành thiền, muốn thoát khỏi khổ đau không?
thì phải đi hành thiền trước, phải đi hành thiền trước ấy. Bây giờ mình muốn một cái gì đó, những điều tốt đẹp, mình muốn cho cha mẹ sinh thiên thì phải làm sao? Bây giờ mình muốn cho cha mẹ sinh chết sinh về cõi trời thì làm sao? Mình sinh thiên trước rồi đó. Muốn cha mẹ thoát khổ đau thì phải làm sao? Mình phải giải thoát. Bây giờ mình phải giải thoát trước. Vậy có nghĩa là bây giờ mình phải tu tập trước, phải làm những cái việc thiện trước, phải giác ngộ trước, sau đó mình mới giác ngộ đến tất cả những người thân. Và hay là mình sẽ tu tập có những cái công đức, tạo được những cái thiện nghiệp, sau đó mình mới hồi hướng chia phước đến tất cả thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Sau đó mình phải có tác ý chia bằng đến tất cả những thân bằng quyến thuộc ở đời này và trong rất nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Thì cầu mong cho tất cả mọi người được an vui. Thì cái sự tu tập của mình có thể hồi hướng chia được cái phước đó đến tất cả mọi người. Hoặc là mình có thể khuyên cho mọi người, tạo điều kiện cho mọi người tu tập để được giải thoát. Thì và mình có cái ác ý là tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ của mình, đã từng là cha mẹ ở nhiều đời nhiều kiếp, trong nhiều đời nhiều kiếp trong sinh tử, thì tất cả chúng sinh đều đã từng là cha mẹ, đều có cái tình gọi là thân bằng quyến thuộc với nhau. Thì mình có thể giải tâm từ bi hỷ xả đến với tất cả mọi người. Mình sống không có gieo cái sự thù hận với ai, sống không hận không sân với bất cứ một chúng sinh nào. Đấy cũng là một trong những cái tâm hiếu, những cái tâm hiếu theo cái tinh thần gọi là báo hiếu của cái người con Phật. Cái ngày lễ Vu Lan là cái ngày báo hiếu, thì báo hiếu theo cái tinh thần của đạo Phật là như vậy. Báo hiếu là đi đến cái sự cuối cùng là mình mong cho tất cả mọi người được an vui và thoát khổ đau, được giác ngộ chân lý và giải thoát ra khỏi cái mọi luân hồi sinh tử. Đấy là cái tinh thần báo hiếu của cái Phật tử. Hết cái bài Vu Lan báo hiếu. Hồi hướng Y đam mê bu nhâm A sa va kha dam Va ha mô tu Y đam mê bu nhâm